Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, năm 2021 cũng là một năm vô cùng khó khăn của ngành chăn nuôi nước ta. Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến cho thị trường đứt gãy, cung vượt cầu, giá giảm sâu và dịch bệnh thì liên tiếp trên các đàn vật nuôi. Giá nguyên liệu vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi đã khiến toàn ngành rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Suốt một năm qua thì người chăn nuôi liên tục rơi vào thảm cảnh thua lỗ, kiệt quệ và không đủ khả năng tái sản xuất. Và để nhìn lại một năm đầy khó khăn của ngành chăn nuôi thì mời quý vị đến với những chia sẻ của biên tập viên Quỳnh Anh ngay sau đây. Vâng ạ, xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hoàng. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Có thể nói là ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2021 là một năm mà người chăn nuôi phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn. Thua lỗ nặng do giá giảm sâu cũng như là nhiều doanh nghiệp và người chăn nuôi đứng bên bờ vực phá sản. Đặc biệt là các nông hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ. Và theo một báo cáo tổng kết năm 2021 mới đây của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì hiện số lượng các hộ chăn nuôi lợn cả nước đã giảm hơn một nửa, và từ 4 triệu hộ, nay chỉ còn gần 2 triệu hộ. Trong cơ cấu của ngành chăn nuôi nước ta, thì 70% thu nhập của nông dân phụ thuộc vào con lợn. Nếu theo quy luật, gần Tết sẽ là thời điểm người chăn nuôi mong chờ nhất khi giá lợn hơi có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên năm nay, càng về Tết, giá lợn hơi lại càng giảm, khiến người nuôi lợn như ngồi trên đống lửa. Chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam, một trong những chợ đầu mối trung chuyển lợn lớn nhất miền Bắc, hiện tại thì đã bước vào những ngày cuối cùng của năm, đáng nhẽ là những ngày mua bán lợn rất là tấp nập. Tuy nhiên thì năm nay bà con nông dân cũng như là các tiểu thương vô cùng lo lắng bởi vì giá lợn hơi được ghi nhận rất là thấp. Giá lợn bây giờ thì 47, con hơi còn 45, 43 cơ. Rẻ như thế còn không có người bắt. Nhà tôi còn hết cả chỗ nhốt rồi, giờ không còn cái gì thì rẻ như lợn như bây giờ nữa rồi. Tôi sợ năm nay bà con còn mất cả Tết cơ. Chợ búa chúng tôi bán hàng nó cũng kém lắm. Người dân nó không có tiền, nó không chi rồng mấy. Như tôi là tôi cho là Tết năm nay lợn không có giá. Bên cạnh lợn, người chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là gà lông trắng năm nay cũng đối diện với những cung bậc cảm xúc chưa bao giờ có. Chót tháng, vì đến lúc mà mình có thành quả thu hoạch thì lại không bán được. Đấy. Thì là không có người thu mua cho thì nhìn thấy mà không có cách nào. Đêm mất ăn mất ngủ, đêm ngủ có ngủ được đâu. 3 ngày nay rồi không chợp mắt từ 3-4 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Giá gà giảm chỉ còn 7.000 đồng một kg, thậm chí là không có doanh nghiệp nào thu mua. Nhiều hộ chăn nuôi gà công nghiệp ở một số tỉnh thành phía Nam còn phải tự tay mình đốt bỏ số gà chết mỗi ngày vì không thể tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, một trong những tranh cãi trong năm vừa qua đó là vấn đề nhập khẩu thịt lợn. Trong khi lượng cung trong nước dư thừa, giá giảm sâu về COVID-19 và giãn cách xã hội, thì chỉ trong 10 tháng năm 2021 thì Việt Nam đã chi 617 triệu đô la Mỹ để nhập trên 332.000 tấn thịt heo các loại, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Và cũng nhiều ý kiến cho rằng là việc nhập khẩu thịt lợn ồ ạt về Việt Nam trong năm 2021 vừa qua là một phần nguyên nhân dẫn đến giá lợn hơi trong nước lao dốc. Tuy nhiên, thì theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thì thịt lợn nhập khẩu chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng sản lượng thịt lợn trong nước. Vì vậy, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cho giá lợn hơi xuống thấp thời gian qua, mà cốt lõi là do cung cầu thị trường và đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể, tăng trưởng giá trị sản xuất chăn nuôi bình quân năm 2021 đạt khoảng 5,6%, sản lượng thịt các loại khoảng 6,2 triệu tấn, trong đó thịt lợn đạt khoảng 3,82 triệu tấn, tăng 6,1%, thịt gia cầm đạt khoảng 1,7 triệu tấn, tăng 5,8%, thịt gia súc ăn cỏ đạt khoảng 0,68 triệu tấn, tăng 6%, sản lượng trứng khoảng 16 tỷ quả, tăng 7,5%, sản lượng sữa khoảng 1,2 triệu tấn, tăng 11,5%. Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi, dù khó khăn như vậy, nhưng năm 2021, ngành chăn nuôi nước ta cũng có nhiều điểm sáng. Ngành chăn nuôi trong năm 2021 đã chiếm 2,52% trong GDP nông nghiệp. Như thế có thể khẳng định rằng trong quá trình dịch bệnh COVID thì có những cái yếu tố làm đứt gãy các chuỗi cung ứng như là lưu thông, tiêu thụ, rồi nhu cầu thực phẩm thiết yếu có giảm đi 3-4%. Bởi vậy, cho nên có những cái sản phẩm dư thừa cục bộ, nhưng được sự vào chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp cũng như các cái địa phương và là trực tiếp Cục Chăn nuôi đã tham gia hai cái tổ công tác 970 cũng 3044 tại Bộ Nông nghiệp thúc đẩy việc lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Điểm sáng lớn nhất của ngành chăn nuôi trong năm vừa qua
Đó là sự phát triển của chăn nuôi gia súc lớn đã làm cơ cấu ngành vật nuôi của nước ta có sự thay đổi rất lớn. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện đàn trâu bò gần 9 triệu con, tăng 13,2% so với năm 2020. Mục tiêu năm 2022, ngành chăn nuôi tiếp tục đạt mức tăng trưởng 5%, trong đó thì sản lượng thịt các loại đạt trên 6,4 triệu tấn, 1,3 triệu tấn sữa và 16,7 tỷ quả trứng. Vâng thưa quý vị, thời gian trước mắt chắc chắn là ngành chăn nuôi nước ta sẽ còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong những ngày cuối năm, chúng tôi, những ngày làm chương trình rất là mong muốn dịch bệnh sẽ sớm qua đi để người chăn nuôi sớm vượt qua khó khăn, có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề và ổn định với đời sống cũng như là phát triển kinh tế. Và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được khép lại. Xin mời biên tập viên Thu Huyền sẽ tiếp chung chương trình.